Chào tất cả các bác ạ. Nhà các bác ở khu vực nhà kho hoặc là trong nhà bếp, ở trong xưởng, ở chuồng trại dưới đó mà đang bị những cái con chuột nhắt phá hại ạ. Thì hôm nay em giới thiệu cho các bác, đây là mẫu lồng bẫy chuột thông minh của bên em đưa đến cho các bác. Em sẽ có hai mẫu lồng nhỏ và lồng to để cho các bác sử dụng luôn các bác nhé. Mẫu này thì rất là hiệu quả luôn, hiệu quả an toàn, các bác không cần phải dùng bẫy kẹp hoặc là các bác dùng bả nữa, mà mình dùng cho em cái lồng bẫy chuột này nhá. Cái này thì chất liệu nó rất là bền luôn, các bác có thể sử dụng để mình bẫy chuột đến tận vài năm liền các bác nhé. Và trong một cái lồng này thì nó sẽ chứa được đến tận chục con chuột luôn cho em ạ. Đấy ạ, em sẽ chi tiết luôn cho các bác là cái lồng bẫy này. Đây ạ, đây là cái đầu vào nhá các bác nhé. Cái đường này thì sẽ là cái đường vào của những con chuột này. Các bác hãy để mồi ở phía bên trong đó, sau khi con chuột nó đi vào thì nó sẽ gập lại đây, sập lại cửa và con chuột nó sẽ ở phía bên trong đây nhá. Còn qua phía bên này thì chuột nó sẽ đi qua đường này luôn cho em, qua những cái tấm tôn này, sau đó là cái đường bên này là cái lồng chứa bên này nhá, lồng chứa bên này. Và đây là cái đường ra này. Đây ạ, đường ra đây rất là chắc chắn luôn, tiện lợi để cho các bác sử dụng nhá. Mình sử dụng mẫu này thì nó sẽ an toàn và hiệu quả, rất là chắc chắn luôn. Đây là mẫu lồng nhỏ. Lồng nhỏ em đưa đến cho các bác với giá chỉ có 200.000 đồng thôi, bao phí ship. Còn cái bên này là những cái lồng to. Đây ạ, đây là mẫu lồng to nhá. Các bác có thể lựa chọn một trong hai mẫu phù hợp với nhu cầu của mình nhá. Cũng tương tự như cái mẫu vừa rồi em lên đấy. Đây, các bác có thể để mồi và để con chuột nó đi vào đường này, qua cả hai cái lồng luôn. Đấy, hai cái mặt này. Mặt này là đường chuột nó đi vào rồi nhá. Và đây cũng là cái cửa đi ra đây. Đấy, hai mẫu lồng để đưa đến cho các bác sử dụng bẫy chuột, bẫy cả đàn chuột ở trong nhà bếp, nhà kho luôn, hoặc là ở trong chuồng trại thì các bác cũng có thể sử dụng được nhá. Đấy, bác nào mà quan tâm đến những lồng bẫy chuột thông minh siêu tiện lợi này của bên em thì nhớ là liên hệ với bên em nhé, và follow đăng ký kênh của em để cập nhật được thêm rất nhiều những cái mẫu sản phẩm khác các bác nha.